với kênh video về dầu nhất của mình. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho bạn về ba cái thương hiệu dầu nhất không được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Như bạn biết thì dầu chân không là một loại dầu dùng cho các cái máy bơm chân không không bỏ dầu. Dầu có khả năng khuếch tán chân không trong hệ thống bơm và từ đó giúp tới độ chân không đạt theo yêu cầu kỹ thuật. Sản phẩm đầu tiên mình muốn giới thiệu đó là cái dầu chân không của hãng thương hiệu Boost VM100 đến từ Đức. Dầu này có những ưu điểm nổi trội như sau: thứ nhất là dầu có độ nhiệt bay hơi thấp và độ nhiệt cao và độ ổn định nhiệt tốt, và dầu cho khả năng vận hành tốt trong môi trường nhiệt độ cao với tỷ lệ trong nước trong nước rất ít, và dầu có đóng gói cam là 5 lít và xô là 18-20 lít. Nhược điểm của cái dầu này là giá thành cao so với ba cái dầu chân không mà mình đang giới thiệu. Dầu chân không Boost thì được dùng cho nhiều cho các cái loại bơm bằng dầu Boost khác nhau, và các cái máy bơm chân không bằng dầu của các loại bơm chân không của hãng Boost đến từ Nhật Bản hay Hàn Quốc, Trung Quốc đều sử dụng được. Thương hiệu thứ hai mình muốn giới thiệu đó là dầu chân không của hãng Fuco. Không thể có dầu chân không là tên là Fuco 100, và dầu được làm từ gốc dầu paraffin tinh chế cao cấp và với hệ phụ gia chọn lọc. Dầu cũng có chỉ số độ nhuận cao và độ bền oxy hóa cao và chống tạo cản nắng rất tốt. Paco 100 cho khả năng làm việc trong môi trường nhiệt độ cao và môi trường áp suất lớn, cũng như là cho khả năng chứa các phụ gia và dầu chứa các phụ gia chống rỉ và hạn chế xu hướng thành cặn carbon, cũng như dầu chân không. Paco 100 được dùng cho các cái dầu trong các loại máy chân không bằng dầu. Thương hiệu thứ ba mình giới thiệu là cái dầu chân không của hãng Becker M100 đến từ Đức. Dầu Becker M100 có những ưu điểm như sau: thứ nhất là dầu chân không chủ yếu được dùng cho các loại máy bơm chân không của hãng Becker và dòng U và dòng tiêu chuẩn. Theo quyết nghị của dầu Becker 100 thì nên thay thế thường xuyên trong vòng 3 tháng một lần thay dầu để giúp cho bơm chân không có độ bền và tuổi thọ lâu dài. Ưu điểm dầu chân không như là áp suất bay hơi thấp, nhiệt độ dầu ổn định, có thể sử dụng ở nhiệt độ cao vì tính chống oxy hóa tốt cũng như thời gian sử dụng lâu dài và vì chống oxy hóa dầu rất đặc biệt. Hàm lượng nước rất thấp và đáp ứng các yêu cầu bơm chân không, và độ nhớt đặt tiêu chuẩn là ISO VL100. Thì đó là ba cái chia sẻ về cái ba cái dòng dầu chân không cho bạn. Thứ nhất là dầu chân không của hãng Becker, thứ hai là Fuccol, và thứ ba là dầu chân không của hãng Boost. Các bạn có câu hỏi gì có thể đặt dưới phần comment giúp mình nhé, mình xin cảm ơn.